môi trường quân đội, nhiều đồng chí đã tích lũy. Sáng nay ngày 23 tháng 2, trong khuôn viên di tích có đống đa lịch sử, thành phố Hà Nội đã tưng bừng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2016. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, các đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thế Kết, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, cùng đông đảo quần chúng nhân dân và đại diện các đơn vị quân đội tham gia giao nhận quân. Ngày 29 tháng 10 năm 2015, sau khi đại diện Ban Chỉ huy Quân sự quận Đống Đa công bố quyết định gọi công dân nhập ngũ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Đống Đa đã thắp lửa truyền thống đánh chống ra quân. Hôm nay, tại di tích lịch sử Công viên Văn hóa Đống Đa, dưới tượng đài Đức vua Quang Trung Nguyễn Huệ, người anh hùng áo vải cờ đào năm xưa, quận Đống Đa đã long trọng tổ chức lễ giao nhận quân đợt 1 năm 2016 để tiễn đưa con em mình là những công dân ưu tú của quê hương Đống Đa, anh hùng lên đường nhập ngũ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng đại diện các cơ quan chức năng của quận Đống Đa, Ban Chỉ huy Quân sự quận Đống Đa đã tặng hoa dặn dò chúc mừng các tân binh. Đợt giao nhận quân năm nay trên địa bàn quận Đống Đa có 110 tân binh, trong đó có 70 tân binh tình nguyện nhập ngũ. Tất cả các tân binh đều đạt yêu cầu cao về những tiêu chuẩn tuyển chọn nhập ngũ. Kết thúc buổi lễ, trong không khí long trọng phấn khởi, các tân binh bắt đầu lên đường nhập ngũ phục vụ nhiệm vụ chung của Tổ quốc.